chào nhiều các bạn. Hôm nay về việc các bạn và mình đi dạo thành phố biển Vũng Tàu chiều đi xem. Xem chiều nay dạo biển thì đây là một trong những cái nói là cách thư giãn cuối ngày của cư dân thành phố biển Vũng Tàu. Thì đây là biển Vũng Tàu thì có khí hậu gió biển rất là đẹp nên là khách đến đây thường đi dạo bầu biển. Cư dân thành phố biển Vũng Tàu hay là khách thì cũng có thú vui chung và đi dạo biển rồi đây sẽ phải đi dạo biển một vòng. Dạ thưa quý vị, thì dạo biển Vũng Tàu có thú vui là ngắm cảnh biển, ngắm phố phường rồi đường xá phố biển là lúc chiều tà. Thì đường này chúng ta đi là cái đường 51B đường 2/9 thì chúng ta đi một vòng biển Vũng Tàu được cái không khí trong lành của thành phố biển. Đường 2/9 này thì cái đoạn này lúc trước là đoạn đường Bình Giã nè, đường Bình Giã tới bên phải là đường sân bay trực thăng đó vị. Đây cái sân bay ở miền Nam ở khu vực ở huyện Vũng Tàu thì sân bay này chuyên bay cái chuyến bay ra các nhà quan đó vị, chi về chuyến bay của dùng phí đó là dùng phí phải ra về vào để được các chuyên gia nhân viên hoặc ra làm việc các thành nhà quan. Ở ngoài biển thì vì có dịp ra ngoài biển thì cả một cái thành phố vì có thể tìm hiểu trên mạng về thành phố ngoài biển Việt Nam là thành phố cá nhà khoan nhà khoan dầu khí đấy tạo thì có đặc trưng đó. Kỳ là tên của thành phố ở Quảng Nam.
tối thì nhà hàng là mở là bán ở đây rất là nhiều. Trên sẽ đi qua hết đường này, trên sẽ đi tiếp một đoạn đường đi làm việc tới nghĩa, đi ra khu vực ở bảy trước quý vị. Đường của dân là tôi biểu tàu sẽ đi dạo một vòng từ khu vực bảy trước ra bảy sau, vòng khoảng chừng 30 phút để xe thì không khí trong lành thiên nhiên. Cuối ngày sau ngày làm việc người thích chạy bộ, người thích đi xe đạp, thích đi xe máy. Xoay Thống Nhất mới Lê Hồng Phong này, bên tay phải có cái tiệm bánh mì vậy, này xin mọi người mua bánh mì ở đây này, Queen Bakery. Dòng xoay này giao với đường Lê Hồng Phong và đường Thống Nhất mới. Đi thẳng thì vị thấy tòa nhà của tàu Plaza nè, Sài Gòn Red, đi thẳng ra khu vực bãi sau của xoay Đại Liệt Sĩ. Nhìn ra rẽ phải những thương hiệu như Lotte, cũng có một tàu Lotteria mì gà rán. Sẽ đi ngang khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì có chợ và bến xe. Đây là hai cái nơi này đó là tập trung thương nhân và di chuyển nhiều ở chúng ta ở Việt. Đây bên tay trái là bến xe khách. Khu vực chợ bên tay trái thì kế đó có cái khu một cái quán cơm có thể nói là nổi tiếng của tàu từ xưa nay nè, có cơm ma quý vị, cơm hướng dương á. Quán này thì Jim cũng cứ ăn ở đây tại vì khẩu vị cũng khá hợp với Jim, có cả bán chay bán mặn luôn, chay mặn đều dùng được. Đây đường này là qua đường Tạ Uyên, Tạ Uyên ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bên tay trái là chợ quý vị, đây chợ Vũng Tàu nè, chợ Vũng Tàu buổi chiều. Đây hoàng hôn xuống đẹp rồi, đi vào bên trong khu vực chợ Vũng Tàu. Đây bán hoa rất nhiều. Đây thì quán bên tay trái là có cái quán cơm ma nè, cơm tấm hướng dương rồi. Thì quán này thì Diêm vừa ăn ở đây, quán cũng tại Tâm Bình luôn. Ở Vũng Tàu này đi hát karaoke vì thường Diêm thì chỉ đi có vài điểm thôi, như là karaoke Mỹ Duyên nè, Mỹ Duyên 1, Mỹ Duyên 2. Và dạo này thì ở 17 thì có cái dịch vụ karaoke ở 88, thì karaoke 88 đường Công Định. Công Định thì có hai cái dịch vụ này, cái vài điểm mãi Kim Minh nhà họ, hai thương hiệu điểm máy đó là Vũng Tàu, nhưng Vũng Tàu biết rất là nhiều. Kim, đây bánh xèo miền Tây, có góc này vậy, có mấy cái luôn. Còn cái bánh kim, cái này là Nguyễn Thượng Nghĩa. Tôi đi bánh kim ra Hoàng Bảo Tháp.
đang có cái môn thể thao đang phát triển trong năm 2017 này, vì nó nhiều sân mở ra lắm, đó là môn vi sắt, bê tông đấy, vì đang có biết món này thì mình chơi đi thẳng qua cái đường là có cái sân đấy, vì đường đó không nhớ tên đường gì nhỉ, đường Bình Kim đi thẳng qua như là đường Bình Kim luôn thì phải, đây góc ngã tư của Bình Kim nhưng mà ngã tám. Đây chúng ta rẽ phải là ngõ thám, đây đi thẳng bên trong là có đây nhìn thấy cái sân bê tông cái này rồi, bị sắt. Bây giờ đi qua đây có cái quán bên tay trái, quán đậu đầu cá bảy dai vậy, đây quán này nổi tiếng này, đi bữa một món ăn ở đây đậu đầu cá chiên về các loại lẩu cá vậy, bảy dai đây mình quán con cây sung mà. Cái phòng mà cô hai là những quán bánh phòng mà cô ba gì đấy, hay những thương hiệu này cô năm đây, đây là cũng là bán rất nhiều bánh phòng, giá cả cũng không trên nhau như mình là mấy vậy. Đây tay trái quẹo trái là đường Nguyễn Trường Tộ nữa vậy, chuyên bán để đầu cá nè, bên phải là đường Nguyễn Trường Tộ luôn và cá cái khu này thì quanh đây thôi. Giờ thì đi bên dầu biển nên là không đi vào cái khu đó. Đây, hai nhà hàng gỗ chuối, khu ba vùng tàu. Giờ thì đi ra khu vực cầu bảy trước, đi ngang cái công viên Trần Hưng Đạo. Đây có tượng ông Trần Hưng Đạo là Quốc Tuấn, Đạo Dương là Quốc Tuấn. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 10 tháng 4, 2017, nên là cái lượng du khách thì không có đông đâu quý vị. Thường là cuối tuần mới đông thôi. Giờ này thì đi thoải mái, đây đang cảnh hoàng hôn buổi chiều ngày trước. Hôm qua MC, hôm nay thì nằm ngay khu ngày trước luôn. Thì khu này du khách đến đây tham quan rất là nhiều, du khách nước ngoài, du khách nước ngoài. Đây có khách sạn 4 sao, thị trường 4 sao Ranh với Palat, hai ông nằm gần nhau. Đây, wow, là bãi trước rồi, bãi Quang Trung. Đây thì sẽ đi vòng bãi trước để đi xem. Đây có khách sạn này, khách sạn Ranh Hotel. Đây có khách sạn đường Nguyễn Du đi vô, có khách sạn Mường Thanh nữa. Du khách đến đây thì ông tàu thích đi dạo ngắm biển đó vậy, và đa phần đến đây là thích ngắm biển. Ta đã đi ngang công viên bảy trước rồi, thì đã phải là đường Trần Hưng Đạo. Ở đây mình thấy cái hệ thống cáp treo. Đây Vũng Tàu năm 2017 vẫn còn chữ vậy. Các tỉnh đi về Vũng Tàu cũng thích đi dạo biển lắm, biển đâu lắm. Đây hôm nay thứ hai khá là vắng, chứ ngày chủ nhật thì đông lắm rồi. Đây góc đường Ba Cô tại Quang Trung. Đây vì thấy hoàng hôn của Vũng Tàu, mặt trời bị lặn à. Đi đoạn nữa là mình sẽ đến quận Bạch Vinh. Ồ, đây Bạch Vinh thì chuyên buổi chiều ngắm biển rất là đẹp. Tòa nhà Bạch Vinh bây giờ ánh sáng này chiếu chiếu rồi. Giờ đi thẳng qua thì mình vòng tới khu vực ấp Bảy Dâu thôi. Thì Diêm sẽ đi vòng lại khu vực ở cái bên thờ cánh ngầm. Đây là đi thẳng qua tới ga cáp treo thôi.
Ở đây về xin mời ta xem vài hình ảnh về cái bãi trước của Vũng Tàu rất là đẹp, gió mát rồi. Trước này, này gió bãi sau nó mạnh lắm, năm bãi trước nó mát, ít gió hơn. Đây thấy tắm này, giờ tắm mát tập thể dục. Pizza, nếu biết thì mình sẽ không quan pizza được.
này thì mang lại vị rất là ngon. Cái pizza thì nướng là cái vị nướng thứ hai các vị. Những cái mùi của bánh pizza còn thịt rất là thơm. Pizza rất là ngon. Pizza David. Rồi. Vực này thì hãng khoai là đến vực ở Hồ Vinh Phong luôn các vị. Okay.